Anh có khỏe không? Tôi đau dạ dày kinh niên nên không khỏe lắm. Thế còn anh? Tôi được cái ăn khỏe, ngủ khỏe nên ít ốm đau. À, tôi và anh đã xa nhau đến 7 năm rồi ấy nhỉ? 8 năm rồi. Nghe nói tôi đi được nửa năm thì anh chuyển ngành sang Bộ Ngoại giao. Sau đó không biết tin tức gì của anh nữa. Cũng phải phấn đấu nhiều mới được như ngày nay đấy anh ạ. Tôi thì cấp trên đặt đâu ngồi đấy thôi. Trước khi vào quân đội, tôi là bí thư tỉnh ủy tỉnh Phước Vĩnh rồi. Sau đó phục vụ trong quân đội 4 năm, rồi lại quay về chức vụ cũ. Anh Trung Chính, nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm anh. Lúc nào anh về Hà Nội cho tôi gửi lời cảm ơn anh ấy. Mỗi lần tôi đến làm việc với anh Chính, anh ấy thường nhắc đến anh. Anh ấy tỏ ra quý mến anh lắm đấy. Tôi cũng rất quý trọng anh ấy. Chính anh ấy là người đã giác ngộ tôi đi theo cách mạng. Ngày trước, tôi thường nhận tài liệu từ anh Trung Chính giao cho, rồi luồn lách qua các trạm kiểm soát của lính Pháp, lính Nhật, chuyển xuống tận tay các cơ sở đảng. Mà cũng chính anh ấy yêu cầu chi bộ xét kết nạp tôi vào đảng năm 1940 đấy. Trong kháng chiến chống Pháp, tôi thường được anh giao việc, nên tình cảm giữa tôi và anh Trung Chính cũng sâu nặng lắm. Tôi học được ở anh ấy rất nhiều về tính nguyên tắc trong công việc. Cái gì thuộc về quan điểm, đường lối là kiên quyết bảo vệ. Anh chưa bỏ được thuốc lào à? Hút quen rồi khó bỏ lắm. Thế tiêu chuẩn thuốc lá anh để cho ai? Tôi cho anh em trong cơ quan. Tôi không biết hút, nhưng mà bà Hường nhà tôi cứ hàng tháng vẫn lấy tiêu chuẩn đem bán cho các hàng nước. Người không biết hút thì được phân phối. Chức vụ càng cao thì phân phối càng nhiều. Người biết hút thì không được cung cấp, phải mua chui mua lùi với giá cắt cổ. Anh thấy có vô lý không? Sao mà vô lý? Phân phối là nguyên tắc của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bao giờ chủ nghĩa cộng sản thành công thì mới làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Không biết tôi và anh còn sống để nhìn thấy cái ngày ấy không? Mình không được hưởng thì con cháu mình hưởng. Anh Kim này, lúc nào đó anh có thể sắp xếp cho tôi được gặp và làm việc với anh một buổi có được không? Anh cho tôi biết nội dung để con chuẩn bị. Tôi muốn tìm hiểu về phong trào hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Phước Vĩnh, theo chỉ thị của anh Trung Chính. Chúng tôi có vấn đề gì à? Sau khi nghe báo cáo của một số đồng chí về cách thức làm ăn của Phước Vĩnh, anh ấy tỏ ra khá lo lắng, cho nên yêu cầu tôi đến tìm hiểu để báo cáo lại cho anh ấy. Có phải những điều mà anh Bao báo cáo với anh ấy không? Anh Bao báo cáo sai sự thật hay sao? Tôi không biết anh Bao báo cáo những gì. Nhưng chắc chắn anh ấy nói về việc chúng tôi đang làm theo quan điểm nhìn nhận riêng của anh ấy. Thế còn bản dự thảo thì sao? Anh Trung Chính đã chỉ ra những sai lầm rất nghiêm trọng của các anh đấy. Anh đã đọc bản dự thảo ấy chưa? Trước khi tôi lên đây, anh Trung Chính đã đưa tôi đọc. Anh thấy thế nào? Tôi thấy các anh đã sai phạm rất nghiêm trọng về đường lối tập thể hóa. Xin lỗi, tôi buộc phải nói như thế. Ngay buổi đầu gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách, nhưng nguyên tắc, điều lệ của Đảng không cho phép tôi nói dối. Cảm ơn sự thẳng thắn của anh. Bây giờ tôi hỏi anh một câu nhé. Đường lối tập thể hóa của Đảng nhằm mục đích gì? Sao anh lại hỏi tôi như một cậu học trò thế nhỉ? Học trò là nguồn lực quý của đất nước đấy anh ạ. Ta không nên coi thường chúng. Bất cứ em nào cắp sách đến trường, chúng đều biết con đường tập thể hóa là nhằm đưa lại cơm no áo ấm cho nhân dân. Nhưng để thực hiện cho được câu trả lời đơn giản này không hề dễ dàng. Chúng tôi đã phải mày mò rất lâu để tìm ra lối thoát, khắc phục những hạn chế giáo điều sơ cứng, rồi mới viết ra được bản dự thảo ấy đấy anh ạ. Tại sao năng suất lao động tăng lại là sai lầm? Tại sao
từ chỗ hàng năm hợp tác xã không đạt chỉ tiêu cân lợn hơi cho nhà nước, thì nay vượt mức 150% lại là sai lầm. Anh có thể chỉ cho tôi những sai lầm đó được không? Anh đang xúc động quá, để ngày mai nói chuyện có được không? Nếu anh chỉ cho tôi thấy sai lầm ở chỗ nào, thì tôi xin chịu nhận kỷ luật trước đảng, trước nhân dân. Anh cho gọi em ạ. Chú mày bảo với văn phòng viết giấy triệu tập các tỉnh ủy viên. Và cậu Hạp, bí thư huyện ủy Linh Sơn. Cậu Mân, bí thư huyện ủy Văn Lâm. Mùng 7 này về dự họp và thông qua nghị quyết. Vâng. À, nói với Tây Phương, chuẩn bị bữa ăn trưa cho các đại biểu ở xa về dự hội nghị. Ăn thường hay ăn liên hoan hả anh? Họp có gì mà phải liên hoan? Nhưng nói với cậu Phương ấy, không được thu tem phiếu của các đại biểu. Hôm nay trời đi vắng hay sao mà anh hào phóng thế? Thế cậu nghĩ tớ buồn xỉn lắm hả? Hơi hơi thôi. À. Chào các anh. Chào anh. Mời các anh ngồi. Chào anh. Các anh xin nước. Vâng. À, có lẽ chúng ta vào việc luôn nhỉ. Vâng. Trước khi vào việc, tôi muốn anh Kim hãy coi đây như một cuộc trao đổi riêng. Vâng. Chứ không yêu cầu anh phải báo cáo báo chồn gì đâu đấy nhá. Anh không nói thì tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu các anh muốn tìm hiểu thì tôi sẵn sàng trao đổi để các anh nắm được. Còn về lý, tôi không có trách nhiệm phải báo cáo công việc của tỉnh ủy chúng tôi với các anh. Anh Kim ạ, thời gian vừa qua, tình hình các hợp tác xã của Phước Vĩnh đang diễn biến khá phức tạp và đáng lo ngại. Anh Trung Chính hết sức quan tâm đến sự kiện này. Đặc biệt là sau khi có bản dự thảo về quản lý lao động của tỉnh ủy, các hợp tác xã đã dựa vào đó phá bung ra, làm ăn hết sức tùy tiện, bỏ đi những nguyên tắc cơ bản của con đường tập thể hóa xã hội chủ nghĩa. Anh giải thích thế nào về chuyện này? Rất đơn giản. Ngoài những nguyên nhân khách quan như thiên tai, sản xuất chuyển từ thời bình sang thời chiến cũng có những khó khăn nhất định, thì cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã trói chặt chân tay của người nông dân, khiến sản lượng giảm xuống như chiếc xe đang lao tụt xuống dốc. Đứng trước tình cảnh ấy, nhiều hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh chúng tôi đã tìm mọi cách để tự cứu lấy mình. Nghe anh nói, tôi cứ hình dung người nông dân đang phá xiềng xích, đứng lên làm cuộc khởi nghĩa vậy. Không đến nỗi như anh nói, nhưng việc làm đó đã nói lên một điều: người nông dân đang rất cần một sự cải cách trong phương thức sản xuất để củng cố hợp tác xã và nâng cao mức sống của mình. Đó là một đòi hỏi hoàn toàn chính đáng. Nếu bảo họ dựa vào bản dự thảo để làm ăn một cách tùy tiện, bỏ xa những nguyên tắc cơ bản về con đường tập thể hóa là không có căn cứ. Sao lại không có căn cứ? Sau khi nghe đồng chí Đình, thường vụ tỉnh ủy phản ánh, tôi đã trực tiếp xuống kiểm tra và thấy là đúng là nông dân đã làm theo ba khoán nêu trong bản dự thảo. Nghiêm trọng hơn, một số hợp tác xã còn để cho nông dân tự do khai phá đất chân rừng
gò đồi mà không thu bất kỳ một khoản thuế nào, kể cả thuế cho nhà nước. Hợp tác xã chỉ còn là một cái bóng. Đề nghị anh chỉ rõ nơi nào nông dân quay về lối làm ăn tư hữu, hợp tác xã chỉ còn là cái bóng, để tôi xuống tận nơi chấn chỉnh. Vậy tôi xin hỏi anh, có chuyện chia ruộng cho từng hộ nông dân làm không? Có lấy đất tập thể giao cho hộ nhận nuôi lợn khoán không? Có để cho nông dân tự do khai phá đất chân rừng gò đồi không? Như vậy không làm ăn tư hữu thì gọi là gì? Thế theo anh, thực chất tư hữu là cái gì vậy? Chúng ta đừng quá nặng nề về mặt câu chữ. Tôi khẳng định, đây không phải là làm ăn tư hữu, mà là giao quyền tự chủ sản xuất cho nông dân. Chúng tôi hiểu rằng, chỉ khi nào người nông dân được giải phóng hoàn toàn về mặt tư tưởng, chủ động trong cung cách làm ăn, thì mới huy động được toàn bộ sức mạnh của họ. Dân no đủ thì hợp tác xã mới mạnh. Nếu dân đói thì hợp tác xã không chỉ là cái bóng hữu danh vô thực đâu, mà là cái bóng của con ma đói thực sự đấy các anh. Anh bảo khoán cho hộ là giao quyền tự chủ sản xuất cho người nông dân. Thế chẳng nhẽ từ xưa đến nay người nông dân không có quyền tự chủ trong sản xuất hay sao? Không hề. Người nông dân lao động như một cái máy. Cái đầu của họ không lo nghĩ cho sản xuất, mà chỉ chờ nghe tiếng kèm nghỉ để chạy về chăm sóc cho mảnh ruộng phần trăm nhà mình. Vì chỉ mấy phần trăm đó thôi, họ mới thực sự tự do tính toán làm cách nào để đất đai sinh lợi nhiều nhất. Khoán cho hộ chính là dựa trên tập quán này của người nông dân để kích thích lòng hăng hái sản xuất. Khoán hộ không phải là khoán trắng, để người nông dân muốn làm gì thì làm, mà phải đặt dưới sự kiểm soát của hợp tác xã, mà ở đây trực tiếp là đội trưởng sản xuất. Nếu anh muốn biết hợp tác xã có bị tan rã do khoán hộ hay không, thì tôi sẵn sàng đưa các anh xuống tận nơi xem. Theo tôi, các hình thức khoán quản, khoán việc, khoán sản lượng, khoán chi phí sản xuất, khoán công điểm đều có tính ưu việt của nó. Sở dĩ chưa đem lại thành công là do trình độ, tổ chức, quản lý của cán bộ hợp tác xã, chứ không phải do cách thức khoán không phù hợp. Nếu tỉnh ủy các anh dựa vào tập quán tư hữu để đưa ra phương pháp khoán hộ là hết sức nguy hiểm, rất dễ đưa nông dân trở về con đường làm ăn cá thể.